Minh Hiếu với lớp em đó là Hiếu thứ hai. What's up? Ai thù thì hát lên nè. Man boy, Hiếu thứ hai. Nhìn tụi anh được khu lạnh như băng mà không cần cố. Tên tôi lên càng cao như B-Ray trong thành phố. Bài ra bài liên tục lặp lại như một tần số. Còn mày chơi cũ của em hả? Một thằng ngố, tay phải kẹt cần số. Còn tay trái đi cầm vô lăng. Nhìn tụi anh như băng công bố. Nên cầm tay lái là phải đeo găng. Sẽ đến khi mà không còn gì mới dừng cơ. Lên đi đâu dễ, bắt kịp anh thì không thể. Nhưng Nguyễn trong tay em ngừng mơ. Sắc đẹp là điều thứ nhất để làm một nửa cái Hiếu thứ hai. So if you wanna suck my DM, let it slide. Anh của em thì dễ, không bao giờ có chuyện ngược lại nên survive. Nhiều mình vỡ và có một vai bắn là bang bang. Mắt chị dance dance with the main man. Hurricane can, những ngày lang thang sẽ còn sang trang. Ngắm nhạc bang bang, tan tan nớt gang gang. Đi hàng ngang ngang, pop the champagne. You gotta stick to the plan. Biết những cú sút trở thành bang. Có thể cỡ đây Johnny Dan. Tất cả mọi thứ là mận vàng. You gotta stick to the plan, plan. Biết những cú sút trở thành bang, bang. Có thể cỡ đây Johnny Dan. Tất cả mọi thứ làm bằng vàng. Baby I'm cuckoo. Giờ tay lên nó cần một ít tụi anh cuckoo. Chỉ dừng chân của one and put we'll say cuckoo. Hẹn gặp lại ngay ở vị đích. Nên là thích thì cool mà không thích thì cool. Cuckoo. Giờ tay lên nó cần một ít tụi anh cuckoo. Chỉ dừng chân của one and put we'll say cuckoo. Hẹn gặp lại ngay ở vị đích. Nên là thích thì cool mà không thích thì cool. Cool, 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 said cool. Yeah I'm cool, 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 cool. Nên là thích thì cool, mà không thích thì cool. Cool, 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 cool. Yeah I'm cool, cool. Nên là thích thì cool, mà không thích thì cool. Cool, cool. Yeah, và đó là Hiếu thứ hai. Everybody buy some day. Wow, wow. Wow, rất là nhiều các bạn ơi. Ê yo, tại sao em lại có cái tên là Hiếu thứ hai? Trong lòng em có Hiếu nào là thứ nhất ạ? Dạ, thật sự thì em đi học 12 năm thì lúc nào trong lớp cũng có hai người tên Hiếu. Mà em là Hiếu học ngu. Thế bạn kia là Hiếu học giỏi à? Dạ, Hiếu học giỏi. Em tự ái quá nên là em đặt cho em cái tên Hiếu thứ hai. Mình đã từng không coi trọng việc học cho tới khi mình biết tới rap. Vì đa số các rapper đều dừng cuộc chơi ở một độ tuổi rất sớm vì không thể kiếm tiền từ âm nhạc của mình, nên mình muốn tạo ra một nền tảng mà anh em có thể kiếm tiền từ nó. Mình thích hip hop vì chất riêng của nó, vì sự sôi động và năng lượng mà nó đem tới cho mình. Mỗi lần mà mình rap, mình cảm thấy cái sự tự do và quan trọng là mình có thể nói về bất cứ điều gì thông qua dòng nhạc này. Mình hy vọng là chương trình Khiên Ngọc Rap có thể giúp mình có chỗ đứng trong cộng đồng Việt Rap, và mình nghĩ Khiên Ngọc Rap sẽ là một cái sân khấu mà mình có thể tỏa sáng. Thật ra anh nghĩ là chính vì cái lý do mà em là người thứ hai ở lớp nên là bây giờ em mới trở thành rapper. Yeah. Em toát ra được một cái sự rất là chơi bời. Cái bài thi này của em cũng rất là tốt. Nghĩa của các câu mặc dù rất là đơn giản nhưng nó lại rất hợp lý. Em cảm ơn. Em có một cái tư duy làm nhạc rất là thông minh. Em biết cách làm em nổi bật từ những cách đi flow của em biết chọn đoạn nào, beat thế nào cho phù hợp. Anh rất thích cái bố cục bài này và chủ đề em khai thác. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Em nghĩ là em sẽ chọn bạn. Anh cũng chọn em. Ok, cho em một cơ hội. Em cảm ơn rất nhiều. Vậy là Hiếu thứ hai, không ai là thứ nhất rồi. Ok nha.